Dù con có niềm tin chi bằng hạt cải, thì con bao cây dầu ra sống giữa biển khơi. Và con có tình yêu vững vàng nơi Chúa Trời, thì chuyện núi rời non chẳng có gì khó khăn. Người tôi tớ ngày đêm vâng lời Chủ nhà, thì nhân thế vẫn nghe Thiên Chúa đấng quyền năng. Người tin tưởng cậy trông nơi quyền uy của Người, dù đời có hiểm nguy Chúa quan phòng chơi.